Chào mừng cô chú anh chị quay lại với channel bên Trường An Ô Tô nha. Hôm nay hàng loạt xe được cập bến là lá le cô chú anh chị nha, từ mẫu xe cùi bắp, cùi mí đó về phục vụ cho bà con cô bác. Trước tiên là mẫu Honda Civic đời 2010 cô chú anh chị ạ. Đây là phong Honda Civic nè, giá em này cũng siêu rẻ thôi. Đây bà con nè, hàng đẹp. Nói chung là mẫu này thì một người anh trai cũng đã cọc xe cho Trường Anh rồi, đang chờ để giao xe thôi nha cô chú anh chị nha. Honda Civic 1.8 số tự động nè. Bên đây Trường Anh còn một mẫu Genche, em này sản xuất năm 2008, mẫu xe quốc dân là ở đây 47 Đắk Lắk 34741. Sơn si về bên Trường Anh cũng đã dọn dẹp và tân trang cái xe này rất là gọn gàng, được cái máy móc ok, chạy từ rô tin, thước lái, cánh gà, cao su, chủ nhà vừa bảo dưỡng hết toàn bộ rồi, cho nên đi về chất độ đầm, độ êm của em nó thì phải gọi là very good. Một mẫu xe ít tiền, giá cực kỳ là siêu rẻ, 130 bớt 5 còn 125 triệu. Chủ nhà đã lên form Avel, đây cô chú anh chị, lên toàn bộ form Avel nha. Nhìn em thì giống Avel không? Ok, rất là đẹp. Đăng kiểm thì sao? Rất là dễ dàng. Nguyên bản của em này là Genche, không có gì phải lo lắng nha. Người ta chỉ lên cái mặt ca lăng trước đây thôi nè, cái chữ thập nè, vậy thôi, chúng chả có gì. Đó, xe đẹp nha cô chú anh chị, 125 triệu, quá rẻ cho một cuộc tình luôn. Hai cụm đèn khá là mới, Chevrolet nè. Đây cô chú anh chị coi nè, khá là chuẩn nha. Đây bà con, ở trong nè cô chú anh chị, em là nguyên bản sở hữu, em này là ghế da nè. Ghế da đẹp không? Ghế da cực kỳ là xịn sò cô chú anh chị. Form đẹp chuẩn nè, tắp lô tắp bi máy êm lắm, được cái liền không cứng không lỗi, keo chỉ riêng hết. Máy móc thì sao ạ? Bảo hành nha, chắc chắn là phải có sự bảo hành rồi. Mua xe bên Trường Anh là phải có bảo hành đầy đủ, phải có bao quay đầu, chạy thời gian lỗ 20 triệu quay lại đây Trường Anh thu tóm hết lại nha cô chú anh chị nha. Giống như cô chú anh chị đi thuê xe thôi, chạy thời gian lỗ 20 quay lại đây, hãy về đây bên em nha cô chú anh chị nha. Ok chưa? Đó là mẫu xe Genche, đăng kiểm mới tinh, 4 vỏ mới, lên mâm đầy đủ các tính năng rồi. Bên đây Trường Anh còn mẫu Kia Carens, em được sản xuất năm 2009, nước sơn cô chú anh chị nhìn thấy có đẹp không ạ? Cho mấy điểm ạ? 10 điểm nha, quá đẹp trong một cuộc đời. Đây bà con là bệ ghét chân đầy đủ các tính năng rồi cô chú anh chị. Toàn ơi, Toàn bấm cái điện thoại anh tắt nguồn giùm anh luôn đi. Đây cô chú anh chị, nội thất option ở trong nè. Em này nữ hoàng Elizabeth cô chú anh chị nha, em ấy đẹp trong một cuộc tình, được chưa? Trang bị là cửa sổ trời 2.0 bản đủ ABS, đầy đủ các tính năng rồi. Mua về là bà con có bác chạy thôi. Hệ thống gương cụp mở keo chị liền lắm. Nói chung xe linh, linh lắm. Máy số là bao rin, giá cũng siêu rẻ, 240 bớt không ạ? Bớt 10, được chưa? Bớt nữa không? Bớt nữa. Ok chưa? Đó là form dáng em Kia Carens màu vàng két, nhẹ nhàng thật là đáng yêu cô chú anh chị nha. Ok chưa? Y chang hệt cô thấm về làng luôn. Tiếp tục chúng ta sẽ bắt gặp thêm một mẫu xe 7 chỗ cực kỳ là hoành tráng 2015. Mặt ca lăng của em nó cô chú anh chị xem nè, rất là lớn nha, dấu thập rất là lớn, Chevrolet Orlando cô chú anh chị nha, Orlando đó bà con. Hai cụm đèn form mới đời 2015 mới tinh luôn nè, 2015 số tự động nha, bản full máy 1.8 7 chỗ ngồi. Mức độ tiêu heo nhiên liệu của em này đâu đó lanh quanh nằm rơi cho cô chú anh chị nằm tầm 9 lít nha, 9 đến 10 lít quay đầu, không tới 10 lít đâu, 9 lít. Form mới đời 2015 là mâm cây lớn nguyên bản của Chevrolet nè. Cân bằng điện tử, ABS, hỗ trợ dốc, đầy đủ tính năng trên chiếc xe rồi. Ngày xưa em mới tiền tỷ, bây giờ chỉ còn tiền vài trăm mà thôi nha cô chú anh chị, 390 triệu, bớt 10 còn 380, bớt nữa không ạ? Bớt nữa luôn. Ok, mua nữa bớt nữa, suốt cuộc đời này mãi mãi bớt. Lên full đồ chơi rồi, màn hình Android cam hành trình, tích hợp gương chống chói, cửa sổ trời, bộ ghế da nguyên bản theo xe nè cô chú anh chị coi nè. Đời 2015 7 8 năm trôi qua mà cô chú anh chị thấy cái ghế nó không một nếp nhăn không,
ghế da rin nè, túi khí nè. Túi khí em này thì bịt bùng, 4-5 cái túi khí trên chiếc xe, nhiều túi khí lắm. Và đâu là nổ đó. Đây cô chú anh chị nè, vô lăng cỡ này nè, đó là xe cọp nha cô chú anh chị nha. Em này là bao VIP từ phần tắp bi cửa đẹp lắm, xuất sắc cho một cuộc tình nha bà con. Em nó phía sau cũng có thêm một dàn lạnh nè. Ghế ở trong hệ thống ghế của em nó là ghế rin nè, ghế da rin không một nếp nhăn luôn. Được chưa cô chú anh chị? Bầu ơi mà thương lấy bí cùng nha. Tuy rằng khác hẹn nhưng em nó vẫn xinh đẹp như thuở nào. Ok chưa? Đẹp không? Rèm chống cháy, bốn cánh cửa chủ nhà lên đầy đủ các tính năng này, chống nắng chứ. Đây cô chú anh chị, keo chỉ rin nè, lóc khóa cho em an toàn nè, sơn rin hôm nay phủ đến tới 80%. Hai cụm đèn phía sau form mới nha. Đó, cực kỳ đẹp. 51 gốc Sài Gòn 08480. Những cô chú anh chị nào ở Sài Gòn mua mỏ được về sang tên đổi chủ thì ơi hỡi nàng ơi, 20 triệu đỡ 20 triệu tiền bảng, tuyệt vời không? 3-4 triệu tiền thuế thôi, quá là tuyệt vời luôn. Cảm biến ghe phía sau rin hết cô chú anh chị à, đẹp xuất sắc nè. Là Orlando là bản LTZ, là bản full. Đây cô chú anh chị mà toàn bộ chrome Chevrolet nhá. Cọp chưa? Phía sau nè chúng ta sẽ có băng chứa đồ nè, và riêng Trần Anh chui vô đây, Trần Anh nằm còn kịp luôn cô chú anh chị. Rộng rãi 7 chỗ ngồi, xe sang nha, xe sang. Ok chưa cô chú anh chị? Đam mê mẫu nào thì alo cho em, 390 mức 10 còn 308. Đó là biểu tượng của Chevrolet Orlando 7 chỗ đó. Bên đây chúng ta sẽ bắt gặp tiếp tục một thương hiệu đến từ Mỹ, một dòng xe Ford Escape cô chú anh chị nha. Em này 2013, một chủ từ đầu, form mới cực kỳ, nước sơn bận che nó, bộ áo màu trắng tinh, xe không tì vết cô chú anh chị. Một mẫu xe SUV gầm cao máy thoáng số tự động, rơi lăn quanh cho cô chú anh chị nằm 9 đến 10 lít quay đầu. Nhưng ngược lại cô chú anh chị sẽ trải nghiệm một không gian hoàn toàn mới, một form dáng cực kỳ là thời trang. Form mới đèn nè, anh chị coi đèn nè, đèn 36 mắt là đẹp không? Đó, biểu tượng của Ford cực kỳ đẹp. 79 cánh hòe 03199 nha bà con nha. Form mới hết toàn bộ rồi, từ A đến Z là mới. Mâm nè, mâm cũng form mới nè cô chú anh chị nè. Ốp body của về sau nè, đẹp không? Rin hết nha, không có độ chế nha, bệ gác chân đầy đủ tính năng nè. Nội thất option ở trong, số tự động. Bao phê. Đây bà con, ghế da nè. Bao xịt, túi khí nè. Bao luôn. Tất tần tật là bao hết, từ A đến A nó rin. Máy rin, số rin, tin không ạ? Không tin đúng không? Trải nghiệm đi. Lên xe, đạp thẳng lên Trần Anh, xem những mẫu xe Trần Anh bán ra hot nhất thị trường hiện nay nha cô chú anh chị. Phương châm của Trần Anh là bán nửa bán mãi, bớt nửa bớt mãi, suốt cuộc đời này mãi mãi bớt. Bớt chừng này cho sập tiệm thì thôi. Ok chưa? Đăng kiểm tháng 2 năm 2024. Đời 2013. Hai cụm đèn phía trước là liếc hết toàn bộ. Em này dẫn động cầu sau nha. Một cầu thôi nha cô chú anh chị nha. Một cầu thôi, nhưng làm lên cuộc sống cô chú anh chị. Màu trắng xóa luôn, màu trắng tinh khiết tuyệt vời luôn. Vô lăng đấy, ghế là ghế rin hết toàn bộ nha. Nội thất đẹp nha. Bốn cánh là chỉnh điện hoàn toàn, lóc kính lóc cửa đầy đủ các tính năng là cô chú anh chị. Nỉ theo xe, mạc tem cửa là theo xe hết. Ok chưa bà con? Bà con đam mê mẫu này thì alo luôn cho Trần Anh Ô Tô. Bây giờ chúng ta sẽ bắt gặp qua một dòng Ford nữa, Ford thương hiệu đến từ Mỹ. Nhưng nhìn em nó lạ lắm, cực kỳ lạ. 207 mà cực kỳ là lạ cô chú anh chị nha. Giá đâu đó 240 bớt kịch kim cho cô chú anh chị 10.230.000 bán xẻ, 49A22951 rồi. Đây là form dáng của em Ford Everest. Em này mẫu này về lấy về chỉ việc sử dụng thôi. Nội thất option ở trong đẹp, ghế chủ nhà bọc mới nè, trần bọc mới nè, màn hình cùi bóp nè, đầy đủ cái tính năng nè, hồng phấn nha, 2.5 tục bô cô chú anh chị nha. Đâu đó rơi cho cô chú anh chị 8 lít trên 100 km, nhưng ngược lại cô chú anh chị đi hoàn toàn khác biệt nha. Đó, đẹp không bà con? Xe cọp lắm. Giá thành thì Trần Anh đưa ra một cái mức giá quá rẻ, 230 triệu. Tìm đâu ra được một chiếc xe form mới như thế này. Được chưa? Hồ sơ ký rút cho cô chú anh chị đầy đủ cái tính năng chỉ có 230 triệu thôi. Đó là một cái giá phải gọi là kịch
kim là sát sàn nha cô chú anh chị nha. Bao giá đi bà con có bác mua không có cái giá này. Đời 2007 bên chợ anh bán ra. Bao cam kết không cấn đục, không lỗi lầm và chưa hết đâu. Còn bảo hành máy, bao quay đầu bất cứ lúc nào. Khi cô chú anh chị kẹt tiền chỉ cần alo cho Trần Anh Ô Tô là Trần Anh sẽ có mặt, được chưa? Tiếp theo nữa nè, một bậc đàn anh pro cực kỳ luôn. Qua đây, ga điện, máy điện, form mới. Ghê không? Gấu không? Quá gấu. Đây bà con nè, Ford Everest 2011 49A27538. Dòng này là mới hết toàn bộ rồi. Từ phần mâm, đồng sơn, thân vỏ của em nó đâu đó 70-80% là chất sơn rin. Vỏ chủ nhà thay mới tinh 99,9%. Mâm là mâm phay đa chấu nè, phay nè, phay nguyên bản của nhà sản xuất nha. Gầm cao máy thoáng 2.5 tục bô ga điện thì chạy. Ơi hỡi người ơi rồi. Được chưa cô chú anh chị? Đi đôi hòa lẫn bộ tem của em nó là tem Durato hòa lẫn màu hồng phấn nè, rất là chen nhẹ. Xi nhan thì sao? Lớn hơn. Đây cô chú anh chị, tích hợp nè, đầy đủ tính năng. Đăng kiểm tháng 9 năm 2023. Vỏ mới tinh, mâm nè, ABS nè, máy điện nè, ga điện nè, không phải xông nè, đây là xông điện nè. Còn gì nữa mà không mua? Hàng đẹp chưa? Mắt liếc, tục bô, ga điện, mắt liếc, máy điện, cực kỳ là ok. Đó, 360 triệu đời 2011. Với một cái mức giá này Trần Anh nghĩ thì quá ok đi. Em này phải gọi là đẹp xuất sắc nha cô chú anh chị. Nói chung thì sơn si thời gian 5 tháng thì chắc chắn cũng phải có dầm thuốc cản trước rồi. Ba quẹt trời sơn người ta dầm cản trước là bình thường. Form chuẩn không? Nội thất option ở trong nè. Ghế của em là ghế nỉ nè. Xe ngay chủ cô chú anh chị nha. Vô lăng cỡ này nè, không một tí gọi là tì vết luôn. Chạy đúng được 102.000 à. Bao tét hãng không hề đồng hồ. Máy rin số rin toàn tập nha cô chú anh chị. Hàng đẹp mê ly luôn. Được chưa? Tắp bi tắp lô khá là ok nè. Keo chỉ rin hết 4 vỏ nè. Đó, xe này không mua thì mua xe gì? Từ từ, đừng vội tắt màn hình, chờ đó. Và xem tiếp cái này đi. Đây cô chú anh chị, cái gầm nè. Anh chị thấy cái gầm như thế nào? Mới không? Mới như xe hẹn cái bô nè, mới tinh luôn nè. Từ cái ống bô xẻ nè. Mới như thế này, hệ thống nhíp nè. Phía sau là giảm sóc A1 nè. Đó, mẹt tem theo xe còn nguyên rin hết nè. Gầm bệ là không có dấu hiệu là mục mọt. 21. Đam mê mẫu này thì alo cho em, đâu đó rơi cũng lanh quanh 7-8 lít dầu á. Nhưng ngược lại ga điện cô chú anh chị chạy sẽ bốc hơn. Đẹp là lên, đẹp là lên. Đường lên đỉnh núi Ford Everest nha cô chú anh chị nha. Kết thúc một mẫu Ford Everest 2011 này đi, chúng ta lãng quên nó đi. Tiếp tục một chàng thương hiệu đến từ cái gì ạ? Xứ Hàn, Hàn Quốc. 2010 nhập khẩu nguyên con. Máy rin số rin một chủ từ đầu. Vỏ Seco chưa hề, chạy đúng 60.000 km. Tin không ạ? À? Không tin đúng không? Trải nghiệm. Đây cô chú anh chị, xa xa ở cuối chân trời nha, em Hyundai Getz đó đứng chờ một mình tại salon. Bận cho em nó bộ áo màu xanh ngọc cực kỳ là lãng mạn. Chẳng hạn gọi là romantic đó cô chú anh chị. Chủ nhà lên 4 quả mâm tuyệt vời luôn. Lên đúng mâm của Hyundai luôn cô chú anh chị nè. 4 vỏ mới nè, 99%. Đăng kiểm tháng 3 năm 2023. Hệ thống kính chắn gió rin hết. Máy rin số rin, đèn rin, tất tần tật rin. Sơn rin em này đâu đó lanh quanh phải phủ lên tới 70-80%. Trải nghiệm những mí nối không một dấu hiệu là va quẹt. Đây, nắp capo những sóng gương chạy. Coi xe chỉ cần coi những cái điểm này thôi bà con cô bác biết rồi. Và cô chú anh chị hãy nhớ cho một điều, tiền nào thì phải ấy nha, đừng so sánh. Em này là nhập khẩu bản đủ nha cô chú anh chị nha, máy 1.1. Dán tin cách nhiệt từ những cái kính là không một tí là chạy luôn. Là hiểu rồi. Sở hữu toàn bộ hệ thống ghế nỉ nguyên rin. Vô lăng trang bị cái gì đây? Một cái bóng ở trong đây. Đây cô chú anh chị nè. Đây nè, vô lăng nè, mới như thế này nè. Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Máy rin số rin cục máy cho anh dọn mới, phải gọi là mới. Không có đường nào mà để tẻ luôn. Xe này nếu mà bà con lên bà con chê, bà con mà chê được một cái chiếc xe này, tìm ra một cái lỗi để bà con chê, thì Trần Anh biếu riêng anh chị một mẫu Hyundai Getz này về cho bà xã chạy chơi. Ok chưa? Đẹp không bà con? Toàn ơi mở nắp cái bộ Hyundai Getz này cho anh. Đây cô chú anh chị, từ cái tăng bu
Anh chị thấy từ cái tăng bu mà nó còn vàng như thế này là hiểu rồi. Đúng không? Nè, lên cặp mâm của Hyundai nè. Quá đẹp luôn. Đúng chuẩn luôn. Cái xe đẹp chừng anh quay những cái chi tiết chính thôi. Tán nắp capo chưa mở nè. Tán nắp capo chưa mở nha. Máy móc rin hết 100% từ phần ổ ga nè. Đó, bên em dọn cục máy này mới luôn. Được không cô chú anh chị? Cực kỳ là mới nha. Bao phê, bao rin, bao chất. Tán nắp capo đây. Đây, bà con nào rành thì bà con nhìn cho chừng anh cái tán này mở chưa nha. Quay sáp lá kè cho bà con luôn. Mở chưa ạ? Một lần nữa. Chưa mở đúng không? Chưa mở thì đóng lắp lại toàn. Đóng lắp lại. Ok chưa? Giá em này không hề siêu rẻ. 185 triệu bất chuẩn cho cô chú anh chị. 5 triệu, 180 triệu là cái khoảng khắc tuyệt vời để cho anh kết thúc clip tại nơi này rồi. Cô chú anh chị đã đam mê mẫu nào thì alo cho em. Và chưa hết đâu, còn hai vùng mẫu xe lướt nữa nè. Xe này thì chắc chắn cô chú anh chị đã biết xe qua rồi gì? Xe của em đó. Ok. Mazda CX-5 2019 bản Deluxe là bản mẫu xe tầm trung nha cô chú anh chị, bản trung. Mâm là mâm phi toàn bộ, dòng này có hai phiên bản, bản cũ và bản mới. Bản cũ là mâm hoa thị. Mâm hoa thị đây này. Đây có những cái hoa thị, chừng ra là bản cũ. Bản này là bản của đời 2020, 21, 22, 23 nha cô chú anh chị nha. Màu đỏ bọc đô. Trần Anh yêu sự màu đỏ, ghét sự giả dối. Ok chưa, yêu tính trung thực. Và yêu phụ nữ đẹp nữa cô chú anh chị ạ. Bản Luxury. Ok chưa, đẹp lắm. 7.4. Bớt không ạ? Bớt chứ, bớt 10. 7.3. Wow, quá rẻ. 2.0. Nè anh chị nè. Đẹp lắm bà con ơi. Mẫu này bà con đi sang trọng. Trang bị cái ghế cùi bắp. Ghế này anh chị biết ghế gì không? Ghế Na 3 nguyên bản của hãng nha. Đây là ghế da Na 3 nha cô chú anh chị. Lót sàn của CX-5 còn rin. Em này rin hết tuyệt đối. Máy móc siêu êm. Hoặc là siêu thanh. Siêu thanh như Ukraine và nghe vậy đó. Đẹp lắm. Hết nước chấm luôn. Và rồi clip của Trần Anh từ từ khép lại nha. Ok chưa cô chú anh chị? Em là báo giá tổng hợp về những mẫu xe cùi bắp. Còn lại bên Trần Anh ô tô rồi đó. Đăng ký kênh ủng hộ cho channel bên Trần Anh ô tô. Em khép lại chương trình tại nơi này nha. Em see you and goodbye.